này cho ba gói này đây. Bây giờ Nam ăn chè không? Ăn chè không? Mở cửa đi, mở củi đi vô. Rồi đi rồi ba múc. Vô củi ngồi đàng hoàng rồi ba múc chè ra. Rồi vô củi ngồi. Rồi vô củi ngồi. Không, ngồi xong mà không có lấy ghế vô. Lấy ghế vô ngồi luôn hả? À. Ngồi ăn trên ghế hả? À. Con bước vô trước rồi con kéo ghế vô. Nam bỏ ghế ra đi, con bước vô củi trước. Kéo xuống chút nữa té à. Ngoài nè con, dây kéo ngoài nè. Giỏi. Rồi được rồi, tới đó thôi, bước vô. Bước vô rồi mới kéo ghế vô. Bước vô trước rồi con kéo ghế. Hết rồi con, tới đó thôi. Được rồi, hết xuống được nữa rồi. Hết rồi, hết xuống được nữa rồi. Rồi vô củi đi. Vô củi đi rồi ngồi đi rồi ba múc chè vô. Rồi ngồi đàng hoàng nghe. Ngồi đàng hoàng rồi ba múc chè vô. Lùa đồ chơi lại con còn mang lên. Not.